Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta hôm nay thì luật sư Thu Đoàn sẽ trả lời tư vấn của một quý khách hàng gửi thông qua cái phương tiện là email thu đoàn 1975 a@yahoo.com. Cái nội dung của cái việc tư vấn như thế này: vào năm 1990, tôi được nông trường cấp cho một mảnh đất có chiều rộng là 10m, chiều dài là 40m. Cuối năm 92, tôi xây một cái căn nhà chiều rộng là 5m rưỡi, chiều dài là 40m, và các công trình phụ có tường bay vây quanh 25 năm. Từ năm 1994, tôi có bán cho một người hàng xóm 1/2 mảnh đất vườn. Sau đó chị này đã bán lại cho cô A. Năm 2005, cô A đã nhờ cán bộ địa chính về đo lại làm sổ đỏ. Tôi đã chỉ rõ phần đất cho anh địa chính từ đâu đến đâu, từ đó trở về sau cả các bên không tranh chấp. Hiện tại là cô A, sau khi kiểm tra trên bản chính, tôi thấy sổ đỏ chạy qua tường rào bao quanh nhà tôi, và trong sổ đỏ của tôi không có diện tích tôi đang sử dụng phía sau. Nay tôi thấy sổ chủ quyền của tôi còn thiếu, không đúng với diện tích thực tế hiện trạng tôi đang sử dụng. Do phòng tài nguyên môi trường cấp không đúng khiến gia đình tôi bị mất ở phía đất ở phía sau, tường xung quanh nhà và tường rào sai cách đây 25 năm. Tôi viết đơn này để khiếu nại, và sau đó thì vị khách hàng có nêu những cái câu hỏi như là luật sư cho em hỏi cơ quan thẩm quyền làm sai mà không chịu sửa, nộp đơn theo quy định bao lâu thì trả lời đơn và đơn bao lâu thì giải quyết. Hiện tại người làm sai mang lại đơn trả lại, Ủy ban nhân dân xã không chịu nhận. Lời tư vấn này của một cái chị tên là Huyền, chị gửi qua cái Zalo, cái Gmail có tên là thu đoàn 1975 a@yahoo.com. Thưa chị, thì trong cái việc chị có gửi cho tôi số, cả số điện thoại, tuy nhiên là tôi cũng muốn đưa cái câu chuyện của chị lên để tư vấn cho những người có những trường hợp tương tự, vì luật sư cũng mong muốn đây là một cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, đặc biệt ai cũng phải hiểu cái chương cái kiến thức pháp luật để tự ứng dụng trong trường hợp của mình. Tôi xin tóm lại cái nội dung cái câu chuyện của gia đình mình như thế này. Thì gia đình mình đã được nông trường cấp đất, và tổng diện tích đất đó thì mình đã chia làm một nửa, mình bán cho một người A và người ba lại bán cho người B, và sau đó người B hiện tại đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện tại thì do cái dữ liệu thông tin nó cũng chưa đầy đủ cho nên tôi cũng tạm thời sẽ tư vấn trên cái dữ liệu thông tin không đầy đủ này. Thì chị cho rằng là quyền sử dụng đất của chị đã được quyền sử dụng đất của bên liền kề đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của họ nó có phần diện tích chị đang quản lý sử dụng, và chị cho rằng cái việc cấp giấy đất đó là không đúng. Thưa chị, thì hiện tại theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai, giống như là chị nói đó, cấp không đúng phần diện tích, cấp qua cái phần diện tích đất nhà chị, thì có hai cơ quan. Thứ nhất, chị sẽ khiếu nại, làm cái đơn khiếu nại lên thanh tra cùng cấp, thanh tra cùng cấp, hoặc chị khiếu nại ở tòa án để cho rằng hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cả hai trường hợp chị đều có thể hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cơ sở pháp lý là như thế này: nếu chị cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cái người mà hiện tại họ đang có giấy là không đúng,
vì chị chỉ chuyển nhượng bán đó cho họ một cái phần diện tích, tôi cứ đặt giả thuyết rằng là một nửa, một phần hai, và chị đã chỉ hẳn cho họ về ranh cột mốc giới. Và không biết lý do tại sao có một sự nhầm lẫn hay một sự cố ý mà cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đó, diện tích nó đã tăng lên, dẫn đến diện tích cái phần bên cạnh nhà chị bị giảm lại. Và chị yêu cầu dựa trên cơ sở pháp lý là chứng cứ là cái việc mua bán với cái người chủ trước là một phần hai, và người này cũng chỉ bán lại cho người sau hiện tại đang có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng chỉ là một phần hai diện tích đất. Nhưng không biết khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì lại đo vẽ có một cái sự nhầm lẫn không kiểm tra, dẫn đến cái phần mà diện tích họ được cấp nó lớn. Và bây giờ chị xin hủy vì gia đình của chị đã quản lý sử dụng 25 năm. Đó là chúng ta sẽ khiếu nại lên thanh tra nhà nước. Chúng ta sẽ đơn gọi là đơn khiếu nại gửi thanh tra. Ví dụ như đất nhà chị ở huyện Định Quán thì chị gửi thanh tra của huyện Định Quán. Mà trước khi gửi thanh tra thì chị phải có một cái động tác gửi ở Ủy ban Nhân dân xã nơi có đất. Vấn đề thứ hai, chị có thể khởi kiện thẳng ở tòa để yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì chắc chắn là trong những cái video chị coi, những cái video thì tôi có hướng dẫn cái việc khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trình tự thì mặc dù là khởi kiện bên tòa thì chị sẽ khởi kiện hành chính, khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cái người hiện tại đang cấp. Vì chị cho rằng việc cấp giấy chứng nhận kiện là kiện Ủy ban Nhân dân cấp. Cấp mà có cái thẩm quyền cấp đất cho họ, có thể là Ủy ban Nhân dân của huyện Định Quán, cũng có thể là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tôi cũng không có rõ cái giấy, cái thẩm quyền cấp cái giấy chứng nhận, tức là ở phía ngay cái mộc cấp giấy đó. Còn về cơ sở pháp lý thì hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chị cũng trình bày thôi. Trình bày thứ nhất, tôi chuyển nhượng cho người A và người A hiện tại chuyển nhượng cho người B. Người B đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà làm luôn cả phần đất của tôi. Và như thế thì tòa sau khi thụ lý cái hồ sơ này thì sẽ có cái động tác kiểm tra lại, đòi hỏi Ủy ban Nhân dân của cái bị đơn đó rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cái người này dựa trên cơ sở pháp lý nào, dựa trên hợp đồng mua bán, dựa trên giấy mua bán, dựa trên quá trình quản lý đăng ký kê khai quyền sử dụng đất, thì chúng ta sẽ có những cái cơ sở pháp lý. Và tôi cho rằng cái cơ sở pháp lý ở đây là thời điểm các bên thỏa thuận mua bán, đối tượng của quyền sử dụng đất nó chỉ là một phần hai quyền sử dụng đất. Tuy nhiên hiện tại bây giờ lớn quá thì chúng ta sẽ dựa trên những cơ sở pháp lý như vậy. Thưa với chị rằng là có hai con đường để chúng ta khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thứ nhất là chúng ta khởi kiện bằng con đường thanh tra nơi ở đất tọa lạc, cấp quận huyện nơi đất tọa lạc. Cái thứ hai là chúng ta sẽ hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó tại tòa án. Và việc khởi kiện hành chính là chủ thể là cái cơ quan mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ở đây có thể là Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán hoặc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Vậy nhá chị nhá, việc tư vấn thì nó chỉ mang tính chất là cơ bản, mang tính chất hướng dẫn là chính. Tuy nhiên tôi cũng muốn thông qua cái câu chuyện này gửi đến cho chị, đồng thời gửi đến cho quý vị và các bạn.
những cái kiến thức pháp luật cơ bản nhất trong đời sống xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái cuộc sống thì có những cái người họ cũng đến, muốn mong muốn đến văn phòng để họ có chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất để giải quyết một số khó khăn. Thì ở dưới thì tôi cũng có để một số cái quyền sử dụng đất có giá trị cũng không lớn lắm. Tôi cho rằng là nếu được thì quý vị có nhu cầu mua đất, chuyển nhượng ở Củ Chi thì quý vị cũng có thể xem những cái quyền sử dụng đất. Việc thông qua văn phòng luật sư thì quý vị và các bạn cũng cảm thấy yên tâm về việc mua bán. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì do cái lượng thư gửi về rất là nhiều, tôi cũng ráng cố gắng để từng bước chuyển những cái thông tin gần nhất đến cho quý vị và các bạn. Tôi cũng có những cái quỹ thời gian cho nên rất mong được sự đồng cảm, được sự gọi là san sẻ của quý vị và các bạn. Còn nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn có gửi những cái tin nhắn, những cái câu hỏi đến thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời một cách sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, cái khung giờ mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn gửi đến quý vị và các bạn là 8 đến 9 giờ hàng ngày vào hàng ngày buổi sáng, theo số điện thoại là 0903 392 861. Nếu quý vị và các bạn không gọi được vào ngày đó thì quý vị và bạn có thể gọi vào những ngày tiếp theo. Những cái khung giờ khác thì tôi cũng có những cái công việc. Kính mong quý vị và các bạn, nếu như trong trường hợp xem cái chương trình này thì chúng ta cũng có thể chủ động gọi qua Zalo, Viber, Facebook hoặc bất cứ một cái phương tiện truyền thông miễn phí nào để chúng ta có thể gặp luật sư, hỏi luật sư trong trường hợp này, trong trường hợp kia, trong trường hợp gia đình mình, trong trường hợp hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, thậm chí cũng như là một cái lời tư vấn như thế này. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn cho đến thời điểm này cũng đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.